Khi nắn đây, khi nắn cái này. Đấy. Đấy. Rồi đấy. Đừng xay rồi, rồi đánh tiếp. Rồi tới bảo đánh đây kiên khoảng. Lùi nhanh nha, lùi chậm là bị ăn đòn trước đi. Đúng rồi, bảo đánh cao lên. Đúng rồi, tiếp. Đánh đè lại luôn. Đúng rồi. Đánh đòn, mình đâu phải cái đó có điểm đâu, phải không? Lỡ mình đánh cái đó không có điểm thì sao, luôn luôn phải hồn thủ đi, phản lại anh nha. Rồi lại. Thấy em sơ hở đấy, đúng rồi, thấy em sơ hở là phản lại liền, hiểu chưa? Đặt tiếp, thấy em mà sơ hở là phản liền nha. Đó, thấy chưa, không thủ, thấy chưa, ủ lên, không là đánh bể mặt, ủ lên. À, sao nói cho bộ không lại, đang tập đồng cái mặt mà. Chân đâu, đấy. Chân sau đá bên đó, anh tấn công nãy giờ để ý, anh tấn công bằng gì? Con tay mà mình đá bên đó dính tay làm sao, mình phải nhật chứ, làm lại. Sợ đơn kia. Rồi, nó lại rồi. Mấy đứa kia tập đi. Đó, mình phải thả bên đó thì mới dính chứ. Đấy. Rồi, kia nắm bảo đi. Thấy em bảo mà không thủ rồi đó, ly lịa luôn. Tiếp đánh cho hết đòn, đánh chưa gì hết cái chạy rồi. Đánh ngắn quá, cạn quá, chân đá vô nhiều lên. Đó, mình lùi ra rồi, thấy chưa? Lại. Đó, đúng rồi. Canh cái bụng anh là đá luôn, sao hết. Đúng rồi. Tiếp. Bám vô liền chưa? Có điểm thì bám vô liền chứ. Hả chưa?